thực hiện công văn số 2911 ngày 27 tháng 7 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc lập năm chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ giáp ranh đã được kích hoạt để siết chặt người và phương tiện ra vào thành phố, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát việc chấp hành của người dân để đảm bảo phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, mọi người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đều đóng cửa từ 18 giờ đến 5 giờ sáng đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2021. Người dân trên địa bàn thành phố không được phép ra đường trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc hiện có 5 chốt cứng tại các cửa ngõ, các khu vực kết nối quan trọng giữa thành phố Châu Đốc và các địa phương khác như chốt cầu Kênh Đào, cầu Tha La, Bến Phà Châu Giang, cầu Cồn Tiên, cầu Ranh Làng và kiểm soát 24 trên 24 giờ. Đồng thời các phường xã đã tăng cường các tổ tuần tra lưu động trên khắp các tuyến đường Tại các chốt, lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, yêu cầu dừng xe, kiểm tra các giấy tờ liên quan đối với tất cả các phương tiện. Đa phần phương tiện lưu thông qua khu vực là các xe tải chở hàng có tải trọng lớn. Nếu các trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính sẽ không được phép di chuyển vào địa bàn và buộc quay đầu xe. Ngoài các chốt cứng thì các phường xã cũng tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông trên đường. Theo nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài, thành phố Châu Đốc đang và sẽ tiếp tục tập trung lực lượng chống dịch từ các ban ngành, từ thành phố đến phường xã, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch nhằm kiểm soát tình hình dịch tốt nhất trên địa bàn thành phố. Hy vọng việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội, sự đồng thuận, quyết tâm của nhân dân sẽ góp phần giúp thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung nhanh chóng kiểm soát và từng bước chiến thắng đại dịch Covid-19.